Đây là một trận trong chuỗi trận chiến giành lại Shigashina từ tay của lũ Titan của dân trên đảo. Khi này Rainer đã bị hại một lần vì thương xét. Với bản năng bất tử, hắn ta đã chuyển ký ức từ não xuống thân, rồi từ thân lên tới não của Titan, nên không chết được. Nhưng điểm trừ trong cái trường hợp này là hắn ta không hề nhớ chuyện gì vừa xảy ra, và cũng không thể nhớ nổi sức mạnh của những mũi lao sấm sét nữa. Khi hắn tỉnh dậy, thì Armin quyết định chia đội hình ra để cậu cùng tiến công, có thể đi đánh con đại hình. Còn Jin, Sasha, Connie, Mikasa thì đi đánh con thiết giáp. Quả thật là một nhiệm vụ bất khả thi. Khi lúc nãy cậu đã 2 người bơi giết nổi con giáp sắt, mà giờ đây chỉ còn có 4 người. Bọn họ cố dụ thằng người sắt đi nơi khác, nhưng hắn không có nghe mà cứ chạy về phía Eren. Thế thì giết luôn. Mikasa la lớn, bắn một mũi sấm sét vào chân khiến hắn ta té lăn đùng ra đất. Bọn họ chỉ còn 3 mũi lao để có thể kết liễu hắn ngay tại đây mà thôi. Anh người sắt thì hoang mang vô độ, không biết cái thứ gì bắn vào chân mình mà bể luôn lớp giáp bọc chân luôn. Mình chẳng nhớ gì cả.